Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog anh chị ơi. Thì sáng nay hơi mệt quá trời luôn nên ngủ hơi trễ. Nữa. Anh neo mới xuống hả? Đêm qua mẫu có bắt ngộ tí xíu đi. Mẹ đọc nhang lao mộ đi rồi sau này cậu truyền giọng hát cho nó.
chắc nói hát cái chắc người ta bỏ mà điện thoại người ta chạy luôn á. Cậu Năm hát thì người ta còn lại người ta nghe, chứ còn nói hát thôi người ta bỏ điện thoại người ta chạy luôn. 8 cây số mà gì chủ nhật hả? Ok, chừng nào có cũng được. Chị qua đâu rồi? Thấy thấy chị qua. Qua đi 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 qua đi. Để chọn qua lao màu cho cậu đi. Thôi cậu nhắc à. Bên này Hải mệt quá cô chú anh chị, nên ngủ dậy hơi trễ chút xíu. Thầy cũng vô mình đi sớm thì mình lao mộ cậu sớm, rồi đi trễ thì lao mộ cậu trễ cô chú anh chị. Không có sao hết, không ai phân biệt mà đi sớm trễ, lao mộ sớm trễ gì hết. Ai có lòng thì cứ lao. Từ sáng giờ lao mộ cậu sạch sẽ hết. Mày bàn thờ cậu chống lòng hả? Dạ. Là cậu cho nó thấy gì nha. Thấy bông không hả? Cô chú đi làm rồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Tơ A Di Đà Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà hôm nay thì cũng đi vào vào mô về ông đã quay để cho chúng xem ha. Tại tại nó sinh nhân hôm nay thì mộ cậu thì nó là này tràn ngày cái ánh nắng nó lên á. Cậu nhìn thấy nó không á? Cả ngốc xa cự á, chiếu lên nè ha. Bắc Kinh gì mà lớn dữ vậy trời. À, vô vô phần á, thấy đẹp không anh Quy? Hả? Mấy cái chậu nè. Ai vô, em vô hả? Mấy chị kia với anh Ngọc. Vô phần nhà mình không tươi tốt mà. Này, nắng giờ này nắng dữ rồi ta. Xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em nha.